Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chuyển cái điện cho cái máy game PS2 PlayStation này đời phát nhé. Đây con này là điện 100, hàng của Nhật, điện 100. Đây là điện 100V này, 47W. Đấy, con này là hàng bãi của Nhật. Thì để mình chuyển đến điện 220 dùng cho nó tiện, đỡ bị cắm nhầm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để lên điện nó nhé. Rồi đầu tiên mình sẽ phải tháo nó ra đã. Để tháo nó ra đây thì các bạn tháo 8 cái nắp đậy này. Đây, 8 cái nắp đậy này. Dưới có cái nắp đậy này nó sẽ là các cái con ốc. Rồi, tháo 8 cái đấy trước. Đấy, sau khi tháo hết ốc ra ấy, thì các bạn lật nó lại. Đấy, lật nó lại xong rồi mở từ dưới lên nhá. Từ đít này, đây là đít của nó ấy. Nhấc này. Đấy, nhấc ra. Ở đây nó có cái dây cáp này, dây cáp dẫn đến cái cụm nguồn này. Nhẹ nhàng không nó đứt cáp ấy. Tiếp theo thì bỏ hai con ốc này ra, một con ốc ở đây. Đấy, tháo ra. Đấy, tháo ba con ốc đấy. Sau đó thì lại đậy lại. Đậy lại thì các bạn làm ngược lại nhá. Lắp vào mặt đằng trước trước này. Đấy. Đó, ta lật mặt đằng sau lên. Cũng nhấc ngược lên. Đấy. Đây là cái mạch nguồn của nó nhá. Bây giờ mình sẽ tháo cái manh nguồn ra để mình xử lý cái manh nguồn, mình sẽ đổi điện ở cái manh nguồn này. Tháo bốn, nó có bốn con ốc ở đây, tháo ra. Máy này PS2 này mình tháo nhiều rồi, mình quen rồi. Kể cả bản Slim lẫn bản Fat thì mình đều tháo nhiều lắm rồi. Đấy, sau khi tháo ốc xong thì các bạn đậy nó lên thôi. Đây, ở đây nó có cái răm này, răm để cắm vào cái chân này. Đây, tháo cái rắc nguồn này ra. Đấy, và đây là cái mạch nguồn nhá, mạch nguồn của nó đây. Rồi thì mình bỏ cái này sang một bên đã. Đây, bây giờ mình sẽ xử lý với mạch nguồn này. Đây, điện đầu vào đây, cắm vào đây. Đi qua cái cầu chì này. Cầu chì này là 3.15A này, 125V. Đây, cầu chì này. Ở đây các bạn để ý nó có hai con tụ rất là to này. Con này là một này. Xem chỉ số của nó này. Chỉ số của nó là 320 microfarad này. Điện thế là 250V này. Đấy. Còn con tụ màu xanh này thì xem nào. Vướng rồi. Rồi, bây giờ công việc của mình sẽ phải
bỏ hai con tụ vào đi mà thay hai con tụ mới mà. Đây mình đã chuẩn bị sẵn này, hai con tụ để thay. Một con là 100F 450V con to này. Con này thì là 33F UF 450V. Đấy, cái con 100F này này thì mình sẽ thay cho cái con to này. Đấy, còn cái con 33 UF này thì sẽ thay cho con xanh này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải thử, mình thử xay xem sao. Được chạm nhá. Giờ mình sẽ phải nhả hai con tụ này ra. Đây, nhả con to này trước đi. Dùng cái này để hút thiếc. Chân con tụ này khá to. Con tụ này khủng không? 320W 250V. Đấy, con tháo ra. Còn con này là 90W 220V. Tháo nốt ra. Bỏ hai con đấy đi. Bây giờ mình sẽ thay hai con bằng hai con này. Con đầu tiên là 33W 450V. Con này mình sẽ thay vào đây, lắp vào đây. Đấy. Do cái độ dày của cái mạch này này. Độ dày của cái mạch này nó hạn chế, nó vướng cái nắp ấy. Nên ra là người sản xuất người ta đã thiết kế cái tụ này nó dẹt dẹt này, nhưng mà mình không có cái tụ đấy, nhưng với cái thông số đấy mình mua cái này nó hơi dài thì mình phải hàn nối dài chân nó ra xong để mình ngoặt vào đây như cái này, ví dụ như cái này mình sẽ hàn như này. Đấy, mình sẽ đặt nằm ngang nó ra này, nằm ngang ra như này để cho nó không bị dày đây này. Cái mạch nó không bị dày đây này. Các bạn chú ý đây là cái tụ phân cực nhá, nên chúng ta phải lắp đúng cực này. Đây là có, nó có cái gạch gạch này là cực âm này. Âm ấn người ta trên mạch ở đánh dấu ấy, âm dương này. Đấy. Đó, gắn như này. Bây giờ mình hàn vào thôi. Đấy là xong của con này nhá. Các bạn để ý xem nó có bị đè vào các cái linh kiện khác không. Cố gắng là đừng để cho nó đè vào linh kiện khác. Tương tự như con này cũng thế. Mình sẽ phải đặt nó nằm ngang này. Thì nó mới vừa, nó không bị dày. Đây,
chân con trao này mình sẽ đẩy cho nó sâu xuống tí nữa. Để đỡ vướng cái tụ ấy. Cũng lắp đúng cực nhá. Phần vạch này là cực âm này. Mình sẽ uốn một tí cho nó. Đây, các bạn sẽ làm như này. Lắp vào cho nó đỡ vướng. Cắt cái chân linh kiện thừa đi. À, nhìn nó ngon rồi. Đấy, thế thôi. Mình chỉ thay hai con tụ rồi thôi. Bây giờ mình cắm thử. Lắp vào cắm thử nhá. Cái này mình đổi nhiều rồi nên chỉ còn làm thế là được. Cắm thử luôn xem nó có nổ không nào. Đấy, găm vào cái chân này. Nắp vào. Đấy, mình chỉ gá tạm thôi. Gá tạm, bật thử xem có lên nữa. Đây, đây là cái dây nguồn 220V nhé. Đây, để mình đo cho các bạn này. Đo cho các bạn xem. Đấy không? Điện AC này 265V. Đấy. Bây giờ mình cắm thử nhá. Rồi, bật công tắc này. Xem có nổ không. Không thấy nổ. Đấy, đèn lên này. Bật lên nhá. Ngon đấy. Đĩa ra này. Đấy, như vậy đã ăn rồi. Lì là tắt. Bật lại này. Còn này
cũ rồi, tí chắc mình phải vệ sinh lại. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách để đổi cái điện. Rất là đơn giản thôi, thay mỗi hai con tụ thôi đúng không các bạn? Đây, đổi hai con tụ này. Một con là 300W, 320W, 250V. Thì mình sẽ thay bằng con 100W, 450V. Đấy. Còn con này là 90W, 250V. Mình sẽ thay bằng giá trị đây. Đây con 33W này. 33W và 450V. Đấy. Mỗi thế thôi. Thế là xong. Rồi, video mình hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách để đổi điện của cái con máy PS hàng bãi Nhật lên điện 220. Mình kết thúc ở đây nhá. Nếu các bạn nào mà tất nhiên là những cái mỗi một con nó có mạch của nó khác nhau chứ không mình thấy là nó không giống nhau đâu. Thì đối với cái con này trường hợp như này thì mình đổi điện như thế. Còn gặp các cái trường hợp khác nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Nếu các bạn nào mà không làm được thì có thể mang cho mình chuyển cho nhé. Bên mình có cái dịch vụ chuyển điện 220 đấy cho các hàng nội địa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.